Kính thưa các bạn, sinh viên Y6, hôm nay tôi là bác sĩ Tịnh Bộ Môn Nhi. Hôm nay sẽ trao đổi với các bạn về một cái chủ đề rất thường gặp đối với lứa tuổi sơ sinh. Và không chỉ lứa tuổi sơ sinh, mà cả những trẻ em và người lớn, đó là siêu hấp. Cho nên, có thể các bạn đã học về siêu hấp ở trẻ lớn và người lớn. Cho nên tôi xin nhấn mạnh vào những cái điểm ở trẻ sơ sinh nó khác gì so với trẻ lớn và những điểm cần lưu ý ở siêu hấp sơ sinh là cái gì? Thì với cái mục tiêu ngày hôm nay có 5 cái mục tiêu. Sau đây nhất là các bạn nêu được định nghĩa của siêu hấp và siêu hấp cấp ở trẻ sơ sinh như thế nào. Cái thứ hai là áp dụng được sinh lý bệnh của siêu hấp trong chẩn đoán và xử trí siêu hấp ở trẻ sơ sinh. Cái thứ ba là phân tích được đặc điểm các triệu chứng lâm sàng của siêu hấp sơ sinh. Thứ tư là phân biệt được bốn nguyên nhân siêu hấp thường gặp và còn các cái đặc điểm chi tiết của bốn cái nguyên nhân siêu hấp thường gặp này các bạn sẽ đọc trong sách giáo khoa và cuối cùng đó là các bạn lên kế hoạch điều trị cho một cái được cho một trẻ siêu hấp thì về siêu hấp đó là một biểu hiện lâm sàng cho đứa trẻ nó thay đổi nhịp thở hoặc là nó tăng công thở và ví dụ như đứa trẻ sơ sinh khi nó thở nhanh trên 60 lòng một phút hay là nó thở quá chậm dưới 30 lòng một phút hoặc là nó thở gắng sức co lỗm ngực vân vâng. thì những cái biểu hiện đó là biểu hiện của suy hô hấp đó là một cái biểu hiện lâm sàng và từ suy hô hấp có thể dẫn tới suy hô hấp cấp về suy hô hấp cấp là gì là nó suy giảm chức năng của siêu, của hệ hô hấp trong đó chức năng chính của hệ hô hấp đó là trao đổi khí cho nên trao đổi khí không đủ nó dẫn tới suy hô hấp cấp đó là oxy máu nó sẽ giảm và cái CO2 máu nó sẽ tăng hoặc là phối hợp cả hai và khi suy hô hấp cấp đó là một cái tình trạng mà hô hấp không đáp ứng được nhu cầu của các chuyển hóa của mô và cơ thể. hay là từ siêu hấp là một cái thuật ngữ lâm sàng và từ siêu hấp có thể nói dẫn tới siêu hấp cấp. Phần thứ hai tôi xin trình bày đó về sinh lý bệnh của siêu hấp. đó là siêu hấp nó gồm có nhiều khâu. tuy nhiên chúng ta hiểu được nó rối loạn ở cái khâu nào trong quá trình sinh lý bệnh của siêu hấp thì chúng ta giúp chúng ta chẩn đoán và xử trí siêu hấp được tốt hơn thì hệ hô hấp nó rất đa dạng từ trung ương từ não bộ cho tới tại chỗ của hệ hô hấp tuy nhiên tôi khu trú ở đây là chủ yếu là các cái tại hệ hô hấp và các cơ quan lân cận thì về mặt sinh lý về hệ chức năng của hệ hô hấp nó chia làm hai phần một phần gọi là coi như là phần bơm tức là về thông khí phế nang và phần thứ hai là phần trao đổi khí đó là quá trình trao đổi khí qua màng phế nang mau mạch phần thứ ba đó là chuyên chở khí trong máu và phần thứ tư đó là hô hấp ở mức độ tế bào tức là giao oxy cho mô và tế bào và cũng như lấy CO2 từ mô tế bào và thải ra bên ngoài qua hệ hô hấp. Thì để đánh giá của quá trình thông khí phế nang có thích đáng hay không thì cái chỉ số mình sẽ sử dụng đó là cái BACO2 trong máu. BACO2 này nó tỷ lệ nghịch với cái sự thông khí của phế nang. Khi thông khí phế nang tăng lên thì BACO2 nó giảm và ngược lại. Cho nên đây là một cái chỉ số để đánh giá cái chức năng thông khí của hệ hô hấp hay còn gọi là chức năng bơm của hệ hô hấp nó có bình thường hay không. Cái tiếp theo đánh giá về sự trao đổi qua màng phế năng mau mạch thì dùng người ta dùng một số cái chỉ số đó là A lớn A nhỏ DO2 tức là cái đó là hiệu số của cái phân áp oxy trong phế nang trừ cho cái phân áp oxy trong máu động mạch. Và cái thứ trường hợp thứ hai thay vì người ta lấy hiệu số thì người ta lấy thương số của cái phân áp oxy trong máu động mạch chia cho phân áp oxy trong phế nang. Và cái thứ ba, cái chỉ số đầu tiên đó nó phụ thuộc vào cái FPO2. FPO2 càng cao thì cái khác biệt về bình thường trong giới hạn nó vẫn cao. Và cái chỉ số mà A nhỏ trên A lớn PO2 đó khi mà chia hai cái này với nhau thì khi đó cái triệt tiêu được cái FPO2 cho nên cái chỉ số này nó không phụ thuộc vào cái FPO2. Tuy nhiên Hai cái chỉ số này nó chưa nói lên được trong những trường hợp mà đứa trẻ nó được thông khí áp lực dương thì cái áp lực trung bình đường thở nó cao nó làm tăng cái khả năng trao đổi khí. Cho nên một cái tổn thương phổi cần phải dùng cái áp lực trung bình đường thở cao hơn để đảm bảo cùng một cái mức độ oxy hóa máu thì cái tổn thương đó nó nặng hơn. Hai cái chỉ số trên nó không phản ánh cho nên người ta cho ra một cái chỉ số thứ ba là chỉ số oxy hóa máu, tức là oxygenation index để mà đánh giá trong cái trường hợp đó. Chúng ta sẽ nói chi tiết các cái chỉ số này sau. Và vận chuyển khí trong máu nó phụ thuộc vào cái hemoglobin hay là HCT là cái trực tiếp vận chuyển cái oxy hay là CO2 và cái thứ hai là cung lượng tim để nó giúp đi tới và lấy ra khỏi mô của các cái khí oxy và CO2 tương ứng. Chỉ số đầu tiên về đánh giá quá trình thông khí phế nang hay là còn gọi là thông khí phổi. Đó là thông khí phế nang Nó bằng cái thông khí Thể tích khí lưu thông tức là Tidal volume Trừ cho cái space volume Tức là thể tích khoảng chết Tất cả những cái hiệu số này Nhân cho cái tầng số thở trong một phút đó là, là thông khí phế nang Hay là thông khí phổi Thì cái thông khí phế nang này Nó tỷ lệ nghịch với cái BACO2 trong máu Qua cái công thức Như các bạn thấy ở trên đây cho nên cái co 2 mà giảm chứng tỏ cái thông khí phế năng nó tăng lên và ngược lại. Thì nếu một cái đứa trẻ bị siêu hấp mà bất thường quá trình thông khí phế nang thì cho thấy CO2 tăng và oxy quá máu có thể giảm. Và các cái chỉ số mà hiệu số hoặc là thương số của cái khí trong máu đồng mạch hoặc là trong cái phế nang hai bên của cái màng phế nang mau mạch thì nó không thay đổi nhiều, gần như là bình thường. Và các cái trường hợp này thì nó có đáp ứng đối với tăng cái FiO2. thì đánh giá về các cái giá trị cái khâu thứ hai là oxy hóa máu á, thì nó có ba cái chỉ số như trình bày lúc nãy với các bạn chỉ số đầu tiên đó là a lớn a nhỏ do 2 tức là khuynh áp oxy của phế nang và động mạch người ta lấy oxy phân áp oxy trong phế nang trừ cho phân áp oxy trong động mạch với phân áp oxy trong phế nang được ước tính theo công thức là áp suất áp suất khí quyển trừ cho 47 mươi là áp suất bảo hòa hơn nước và tất cả hiệu số này nhân cho fo 2 sau đó trừ cho BaCO2 thì áp suất khí quyển ước tính khoảng 760 mm thủy ngân. Rồi cái Ba nhỏ O2 là được tính trong cái khí máu động mạch và khi đó mình trừ hai cái đó là nó ra cái kết quả này. Và ngày nay đa số cái kết quả trong cái khí máu khi mà trả về từ phòng xét nghiệm thường nó có tính sẵn cái chỉ số A lớn A nhỏ DO2. Tuy nhiên nhược điểm cái chỉ số này là khi mình lấy cái hiệu số như vậy thì cái giá trị bình thường nó phụ thuộc vào cái FPO2 như thế nào. Thì với cái giá trị bình thường mà FPO2 21% thì cái giá trị bình thường nó dưới 20 mm thủy ngân. Và ở 60% thì 40 và một ở FPO2 100% thì giá trị bình thường nó nâng lên dưới 60 mm thủy ngân. Và giá trị này hay được nghiên cứu dùng trong các bệnh lý về thoát vị hoành bẩm sinh. Nếu mà A lớn A nhỏ DO2 nó còn quá cao, trên 30mm thủy ngân thì thường là người ta trị quản mổ. Và nếu trên 600mm thủy ngân, khi mà bệnh nhân thở, máy thở rung tần số cao trong 4-12 giờ ở bệnh nhân tổn thương phổi thì cân nhắc cho chỉ định trong oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể. Và nếu mà nó trên 600mm thủy ngân với cái áp xuất đỉnh khi thông khí áp lực dương lớn bằng 40 mm thủy ngân thì cái tỷ lệ tử vong rất cao từ 60 tới 80% đối với các cái trẻ sơ sinh siêu hấp. Sau qua chỉ số thứ hai về đánh giá các khả năng oxy hóa máu đó là chỉ lớn A nhỏ trên A lớn PO2 tức là phân áp oxy trong động mạch chia cho phân áp oxy trong phế nang. Thì khi đó nó triệt tiêu cái po 2 cho nên cái chỉ số này nó không phụ thuộc vào FiO2 và cái chỉ số này hay được sử dụng trong cái bệnh màng trong để mà chỉ định bơ sụt phát tăng cho những cái đứa trẻ bị bệnh màng trong, đứa trẻ sinh non. Nếu chỉ số này dưới 0,22 thì là một trong những cái cân nhắc có phần và chỉ định bơ sụt phát tăng thay thế cho những đứa trẻ sinh non bị bệnh màng trong. Chỉ số thứ ba là là cho dành cho những cái trẻ siêu hấp mà được thông khí áp lực dương thì là chỉ số OI hay là chỉ số oxy hóa máu, oxygenation index. Thì oxygenation index nó được tính bằng công thức là áp lực trung bình của đường thở nhân cho FIO2 chia cho PaO2. Thì áp lực trung bình đường thở chúng ta có thể ước tính từ các cái chỉ số PEEP hoặc là coi trên cái máy bệnh nhân đang thở nó có hiển thị cái chỉ số áp lực trung bình đường thở. Khi mình tính được ra cái chỉ số OI thì người ta phân chia làm 4 mức độ: OI nhẹ, trung bình, nặng hoặc là rất nặng. Nhẹ khi mà nó dưới 15 và trung bình khi nó dưới 25 và trên 15 và nặng là dưới 40, trên 25 và rất nặng là trên 40. cái chỉ số OA này khi mà OA trên 40 đó là một trong những cái chỉ định để thực hiện cái oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể cho những trường hợp mà siêu hấp là mức độ suy hấp quá nặng. Thứ hai tôi sẽ nói về trường hợp thế này về sinh. Các cái sinh là một cái quan trọng trong cái giảm oxy hóa máu, siêu hấp do giảm oxy hóa máu thì sinh đó sinh phải trái người ta chia làm hai nhóm. Thứ nhất là khi mà nó bất xứng VQ quy hoặc là sinh phải trái cố định trong bắt xứng về quy như thế nào khi mà V nó quá lớn so với Q hoặc là nó quá nhỏ so với Q. Bình thường khi mà chúng ta hít vào thì khí đi vào trong hai phổi và khi đó hít vào thì cái áp lực trong khoang lồng ngực nó âm và máu đổ về tim nhiều hơn. Khi đó khí vừa vào trong phổi và về về tim nhiều hơn, đó là nó tương xứng nó làm cho cái chuyện trao đổi khí tốt xảy ra. Tuy nhiên một số trường hợp ví dụ như phổi nó bị xẹp máu nó tới mà nó không được trao đổi khí thì khi đó người ta gọi là sinh đó là sinh trong phổi các bạn cái này là sinh trong phổi chứ không phải sinh trong tim còn những trường hợp mà máu nó không lên được phổi ở những cái vùng thông khí tốt nhưng mà máu nó không lên được phổi vì nhiều lý do có thể là ở nơi đó áp lực phổi nó cao máu nó không lên được để nó trao đổi khi đó cái tỷ lệ V trên Q nó lớn hơn nhiều so với một khi đó người ta gọi là thông khí khoảng chết. Tất cả những cái sinh trong tim, sinh trong phổi hay là thông khí khoảng chết nó đều làm giảm cái oxy hóa máu. Một cái cơ chế mà giảm oxy hóa máu chính trong cái siêu hấp ở trẻ sơ sinh nó vẫn là có bất xứng V trên quy. Tuy nhiên trên một cái trẻ đứa trẻ sơ sinh nó có thể nó có thường nó có nhiều cơ chế. Nhưng cơ chế bất xứng về quy trong cái làm giảm oxy hóa máu trong siêu hấp sơ sinh là cái cơ chế thường gặp nhất ước tính cái sinh trong phổi đối với trẻ sơ sinh người ta có một cái toán đồ. Với cái toán đồ này thì chúng ta thấy trục tung là phân áp oxy. Trong máu cái trục hoành đó là FiO2 tức là tỷ lệ oxy hít vào. Với cái phân áp oxy trên khí máu chúng ta có được với cái tỷ lệ FiO2 bệnh nhân đang thở thì chúng ta đối chiếu qua chúng ta có thể xem thử cái sinh nó là nằm ở bao nhiêu phần trăm. Ví dụ bệnh nhân đang thở FiO2 80% mà phân áp oxy trong máu động mạch là 80 mm thủy ngân, khi đó bệnh nhân có cái sinh trong phổi là khoảng 30%. Với cái sinh khoảng 30% là bệnh nhân bắt đầu có nguy hiểm, cần phải hồi sức tim phổi tích cực. Còn nếu mà sinh từ 20 tới 30% thì cũng đáng kể, tuy nhiên có thể điều trị phục hồi được còn nếu ở mức nguy hiểm nếu nó có bất thường về hệ tim mạch tuần hoàn đi kèm với sinh 10 tới 20% thì thường không có ý nghĩa lâm sàng nhiều và dưới 10% thì đối với một đứa trẻ sơ sinh thì sinh nó bình thường. Hai nói về các chỉ số về cái chuyên chở oxy trong máu thì chúng ta thấy trong này nó có cái ba cái đường trên cái toán đồ này. Cái đường mà đứt đứt gạch gạch nhỏ nhỏ ở đây là cái độ nhớt của máu. Khi mà HCT nó tăng lên thì độ nhớt máu nó tăng theo. Và cái đường tức gạch này là cái lưu lượng của máu trong mạch máu. Còn cái đường liền này là cái khả năng chuyên chở oxy. Chúng ta thấy không phải bao giờ hemoglobin cao hay là HCT cao cũng tốt. Khi mà nhân thiếu máu thì dĩ nhiên nó không tốt. Nhưng mà cao quá cũng không tốt. Vậy thì để mà giao chuyên chở oxy trong máu tốt á. Thì nó phải đạt ở một cái đỉnh khoảng giữa này thì khi đó HCT chúng ta thấy nó khoảng từ 35 cho tới 55%. Thì nó đạt được cái chuyên chở oxy trong máu là tốt nhất. Trong trường hợp thứ hai này thì là cái tình trạng bệnh nhân bị tăng thể tích thì cái ngưỡng nó có thể nó khác một chút cái HCT nó rộng hơn Ờ, tóm lại thì hiểu biết về sinh lý bệnh, suy hấp, nhất là trẻ sơ sinh thì nó quan trọng để giúp chúng ta phân loại cái suy hấp và giúp chúng ta tối ưu quá trong cái điều trị hỗ trợ suy hấp cho trẻ sơ sinh. Qua phần thứ hai nó, tôi xin trình bày về phần lâm sàng. Thứ nhất là suy hấp sơ sinh nó không phải là một cái chẳng đoán lâm sàng, nó là một cái hội chứng. Như vậy khi chẳng đoán suy hấp thì mình phải hướng tới nguyên nhân do cái gì, hay là chẳng đoán bệnh hào chứ mình không nên chẳng đó một cái siêu hấp sơ sinh chung. nó một hội chứng nó gồm một trong các cái triệu chứng lâm sàng này thì gọi là siêu hấp và đó, nó do nhiều nguyên nhân khác nhau và mỗi nguyên nhân mình có một cái điều trị khác nhau. Thì siêu hấp nó cũng giống như suy các hệ cơ quan khác là nó mất cái cân cân cung cầu khi mà cầu nó nhiều hơn so với cung hay là cung nó giảm hơn so với cầu thì khi đó nó xảy ra tình trạng siêu hấp cái nhu cầu oxy trẻ sơ sinh thì nó cao trong khi dự trữ hô hấp thấp là cái nguyên nhân chính nó làm cho đứa trẻ sơ sinh nó dễ siêu hấp hơn so với trẻ lớn và người lớn về cái đặc điểm chi tiết hơn đó là những cái đặc điểm mà nó làm cho đứa trẻ sơ sinh nó dễ siêu hấp hơn đó là cơ hoành nó dạt hơn so với trẻ lớn cơ hấp phụ thì kém phát triển hơn lòng ngực mềm dễ biến dạng cho nên nó nó khó trong cái vấn đề giãn nở của phổi xương sườn thì nó nằm ngang cho nên cái giãn nở của mức độ giãn nở của phổi thì nó hạn chế so với trẻ lớn nó chuyển quá cao trong khi nhu cầu oxy cao cho nên làm cho cái cung nó phải cao lên cho nên nó dễ bị siêu hấp hơn thì trong các cái triệu chứng của siêu hấp sơ sinh như các bạn thấy thở nhanh thì ở trẻ sơ sinh nó gọi là thở khi mà nó tần số nó trên 60 lần một phút cho nên thở chậm nó cũng là siêu hấp, khi trẻ sơ sinh mà thở dưới 30 lần một phút thì cũng thận trọng là rằng nó đang bị siêu hấp. Thở co rút lồng ngực hay là phập phòng cánh mũi. Trẻ sơ sinh nó thở chính là bằng mũi. Cho nên khi nó nó không biết thở miệng, cho nên một khi nó siêu hấp thì nó cố gắng nó giãn nở cái cánh mũi ra để giảm kháng lực đường thở, cho nên nó có cái dấu hiệu phập phòng cánh mũi. thở rên. Hay là khi bệnh khi mà bất kỳ có nguyên nhân nào làm giảm cái tính đàn hồi của phổi thì cuối cái thì thở ra để tránh cái chuyện mà xẹp phổi quá mức làm cho cái thì hít vào nó khó khăn trong giãn nở phổi thì nó giữ là một phần khí cạn để cho cái thì hít vào kế tiếp phổi nó dễ giãn nở hơn thì khi cái dòng khí nó đang đi ra hai thanh môn khép lại đột ngột làm ra một cái tiếng thở à, tiếng thở rên thở rên trẻ sơ sinh nó không phải là giống như rên rỉ với người lớn hay là dấu hiệu khá đặc thù cho cái đứa trẻ sơ sinh và thì chứng cuối cùng là xanh tím này xanh tím ở trẻ sơ sinh nó có những cái đặc điểm nó khác một chút như chúng ta biết xanh tím là do nó tăng cái hemoglobin khử thì cái lượng hemoglobin khử nó sẽ thay đổi khi chúng ta lấy mẫu ở động mạch tĩnh mạch hay là mau mạch thì đối với máu động mạch đó thì cái hemoglobin khử nó chỉ cần khoảng 3,2 gam trong một decilit là nó đã có thể gây biểu hiện tím. Tuy nhiên khi lấy mẫu máu mau mạch thì nó khoảng 5 gam trong một decilit và lấy máu của tĩnh mạch thì nó ở ngưỡng cao hơn. Và cũng từ cái sơ đồ này chúng ta thấy cái trục tung là cái nồng độ của hemoglobin và cái trục hoành là cái độ bỏ qua oxy hay là phân áp oxy trong máu. Thì chúng ta thấy ở cái ngưỡng này là cái ngưỡng mà gây tím. Với cái ngưỡng hemoglobin khử nó gây tím. Thì nếu một cái đứa trẻ mà hemoglobin nó khoảng 9 gram trong một decilit á. Thì cái ngưỡng biểu hiện tím của nó là khá thấp. Nó có thể khi mà độ bỏ quà oxy nó có thể dưới 65 tới 70% thì nó mới biểu hiện tím. Tuy nhiên, đối với cái ngưỡng hemoglobin mà nó cao hơn là nó ở khoảng 15 g trong một decilit thì khi đó SPO2 nó dưới 80 cho tới 85% thì nó đã biểu hiện tím trên lâm sàng. Cho nên đối với trẻ sơ sinh thường đó, hemoglobin ở ngưỡng cao hơn so với trẻ lớn, cho nên cái biểu hiện tím nó sớm hơn so với với trẻ lớn hoặc là nói cách khác là SpO2 để nó biểu hiện tím trên lâm sàng ở cái ngưỡng cao hơn so với trẻ lớn. Những trẻ sơ sinh nào nó dễ tiến triển tới siêu hấp, hay là những trẻ mà nó có thể đi kèm với những cái bệnh lý nguyên nhân thường gặp của siêu hấp đó là sinh non, sinh ngạt, sinh mổ, mẹ đái tháo đường, hay là mẹ sốt ối vỡ kéo dài vi phần ối là triệu chứng của viêm phổi nhiễm trùng sơ sinh nói chung, hay là dịch ối nhuộm phân su một cái điểm khác biệt đó là khí máu chấp nhận hay là người ta dùng thay thế cho cái tử bình thường. Tại vì bình thường ở trẻ sơ sinh nó thay đổi theo tuổi sau sanh, tuổi thai rất nhiều. Cho nên mình không biết được giá trị bình thường cụ thể bao nhiêu. Nhưng mà qua một số nghiên cứu người ta thấy cái khí máu có thể chấp nhận ở trẻ sơ sinh là nó nằm ở những cái khoảng như thế này. Thế là pH lớn bằng 7,25. Bê 2 từ 35 tới 55 oxy từ 45 tới 70 mm thủy ngân. Tương đương với SPO2 là khoảng 90 tới 95%. Đối với cao áp phổ tồn tại thì cái ngưỡng oxy nó cao hơn và bi cạc thì nó hơi thấp hơn một chút. Và đối với kiềm dư thì cái ngưỡng nó cũng hơi rộng hơn một chút là cộng trừ 4. Về thực hành lâm sàng thì giá trị biết được cái giá trị chấp nhận nó tốt, nó cũng không nhất thiết phải biết cái giá trị bình thường đối với từng tuổi thai như thế nào. Cái tương quan của SPO2 và BO2 ở trẻ sơ sinh nó cũng khác với trẻ em. Một khi cái lý do khác chính là do cái hemoglobin F nó còn tồn tại ở trẻ sơ sinh, nó làm cho đường cong phân oxy phân ly oxy hemoglobin nó lệch qua trái. Chúng ta thấy cái trục tung này là độ bảo hòa oxy hemoglobin, còn cái trục hoành này là BO2. SPO2 90% thì khi đó nếu mà trẻ sơ sinh á thì BAC nó khoảng 45 mm thủy ngân. Còn đối với trẻ lớn hay người lớn nó là 65 mm thủy ngân. Cho nên đôi lúc mà lấy trên thấy trên lâm sàng nhiều trường hợp SP2 90 92% mình thấy có thể đạt được trên lâm sàng. Tuy nhiên đôi lúc khi thử khí máu ra mình thấy nó thấp hơn so với cái giá trị mình nghĩ nhiều quá. Và người ta tin vào kết quả khí máu hơn. Tuy nhiên cái ngưỡng nó không phù hợp thì người ta là tăng FEO2 lên thêm để mà nó tăng cái PaO2 lên thêm thì khi đó cái độ bảo hòa oxy nó là quá mức và nó dư oxy đối với cái trẻ sơ sinh đặc biệt quan trọng đối với trẻ sinh non thì các cái ngưỡng tương ứng đây ví dụ chúng ta thường thấy trẻ sinh non SPO2 mục tiêu nó khoảng 90 tới 95% thì khi đó PaO2 nó khoảng 45 tới 70 mm thủy ngân và ngược lại đối với tiêm bẩm sinh tím mà phụ thuộc ống động mạch hoặc là hay là các cái tim bẩm sinh mà tuần hoàn chủ phụ thuộc ống động mạch thì cứ ngưỡng SpO2 mình duy trì 75 tới 85% thì khi đó BAC nó cũng chỉ được 30 tới 40 mm thủy ngân. Nếu một số trường hợp cao phổ tồn tại hay gì á thì cần SpO2 cao hơn 97 phần trăm thì khi đó BAC mới cần cao tới 80 tới 100 mm thủy ngân. Cho nên một trường hợp PAOC dưới 80 mm thủy ngân thì đối với trẻ sơ sinh có thể nó bình thường. Chứ không phải là siêu hấp giống như ở trẻ lớn và người lớn. Nguyên nhân siêu hấp như từ đầu tôi nói nó rất đa dạng từ trung ương cho tới địa phương của đó là hệ hô hấp. Thì chúng ta có thể phân một số nguyên nhân thường gặp theo một cái sơ đồ như thế này cho nó đơn giản. Siêu hấp có thể là do nguyên nhân tại hệ hô hấp hay là do nguyên nhân ngoài hệ hô hấp tại hô hấp nó có thể là tại phổi hoặc là ngoài phổi cho những cái cấu trúc xung quanh hoặc là các cái hệ cơ quan khác như là ngoài hệ hô hấp tuy nhiên cái nguyên nhân tại phổi vẫn là nguyên nhân chiếm ưu thế và bốn nguyên nhân đầu tiên của tại phổi này là bệnh màng trong thường ở trẻ sinh non cân thể nhanh thoáng qua thì thường ở trẻ đủ tháng hoặc là quá ngày sinh mổ vân vân nó có những suy tố nguy cơ hội chứng cái phân su thường là nằm trong thai quá ngày hay là đủ tháng và viêm phổi bốn nguyên nhân này nó chiếm khoảng 80% các nguyên nhân suy hô hấp ở trẻ sơ sinh. Cho nên chúng ta tập trung vào phân tích bốn cái nguyên nhân này. Cái đầu tiên đó là về cân thể nhanh tốn qua, đây là nguyên nhân thường gặp nhất của siêu hấp sơ sinh. Nó chiếm 40% các cái nguyên nhân gây siêu hấp ở trẻ sơ sinh. 1 đến 5% trẻ sinh ra sống và 9% trẻ sinh mổ. Ở trẻ sinh mổ thì gần như nó gấp đôi tần suất thông thường thì cái cơ chế bệnh sinh của cân thể nhanh thông qua nó liên quan tới cái bắt quạt của các cái kênh bơm cái nước ra ngoài phổi thì khi cái cây này nó hoạt động nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố vào trong cái cơ chế chuyển chuyển dạ và các cái yếu tố nội tiết nó xuất hiện trong cái quá trình chuyển dạ cũng như oxy chuyển dạ tự nhiên adrenaline glucocorticoids vân vân nó làm cho hoặc kích hoạt của các cây này ở những đứa trẻ sinh mổ hoặc là thiếu các yếu tố này thì khi đó nó sẽ chậm thanh thải cái dịch trong phổi và nó gây ra cái cơn thở nhanh thoáng qua thì các yếu tố nguy cơ đối với cơn thở nhanh thoáng qua này như chúng ta nhắc lúc trước ở phía trên đó là do sinh mổ đặc biệt là trẻ dưới ba chín tuần mà chưa chuyển dạ và mẹ tiểu đường hay suyễn con to cơ chế chính đó là dịch phổi tồn dư trong phổi sau sinh hay là một cái chẩn đoán loại trừ và nó là một cái vấn đề tương đối lành tính hầu hết nó cải thiện trong vòng 24 tới 48 giờ một ít trường hợp nó cần phải hỗ trợ CPAP và oxy Phần thứ hai các bạn thấy liên quan tới xanh non nó rất là quan trọng với cái phát triển của y học nói chung và trong cái sản khoa và chăm sóc sơ sinh nói riêng thì cái tỷ lệ sinh non chăm sóc được những trẻ sinh non ngày càng nhiều và chúng ta thấy trong gần 20 năm qua tỷ lệ sinh non nó giao trên thế giới nó cũng không có thay đổi nhiều nó dao động khoảng 98,5% 8,5 cho tới 10% đúng mình khoảng 9% Lý do tại sao nó không giảm tại vì xanh non nó không chỉ đơn thuần là nguyên nhân sản khoa mà còn liên quan tới các yếu tố xã hội vân vân. Cho nên bằng chứng thống kê qua gần 20 năm qua thì tỷ lệ sinh non nó vẫn ở cái khoảng đó. Và với tiến bộ về chăm sóc sơ sinh ở tại nước ta thì cái tỷ lệ cứu sống sinh non ngày càng nhiều và cái tuổi thai cứu sống được ngày càng thấp. Và đó cũng là một cái gánh nặng cho các cái ngành liên quan. Đó là, do các cái hậu quả và các cái biến chứng của sanh non gây ra. Người ta thấy sanh non và các biến chứng nó gây ra khoảng 30%, chính xác là 34% các tử vong ở trẻ sinh non. Chúng ta thấy tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi ở đây, thì trong đó tử vong sơ sinh nó chiếm 44% của tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Và trong cái tử vong sơ sinh thì tử vong do sanh non và các biến chứng nó chiếm 15%, cho nên tổng lại tử vong chung của trẻ sơ sinh đó là do mà do sanh non và các biến chứng là nó chiếm khoảng 34%. Chúng ta thấy tai nạn giao thông là nguyên nhân gây ra tử vong ở nước ta rất thường được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thì năm 2018, tôi thống kê thấy mỗi ngày có 22 người chết về tai nạn giao thông. Và sau những cái can thiệp tích cực thì tới năm 2019 thì mỗi ngày còn chết là 21 người. Và qua tới năm 2020 thì tỷ lệ tử vong nó cũng mười mấy gần hai mươi người. Mỗi năm có sáu ngàn bảy, tức là mỗi ngày nó cũng tử vong của gần hai mươi người. Vấn đề rất là nổ cọm ở nước ta. Tuy nhiên, một cái bóng tối của tử vong ở Sơ Sinh mà chúng ta không đề cập. Thì chúng ta thấy tỷ lệ tử vong Sơ Sinh ở Việt Nam qua cái thống kê của World Bank thì chúng thấy Việt Nam của chúng ta là cái đường màu xanh đây. Nói chung là cũng khá tốt so với một số nước khác là Lào, Campuchia, Indonesia, Philippines rồi cao hơn. Tuy nhiên so với Singapore thì nó quá thấp so với nước ta. Với cái số liệu khoảng 17 phần ngàn, nó là 1 ngàn trẻ sơ sinh sinh sống thì có 17 trẻ tử vong và mỗi năm tỷ lệ sinh của nước ta là khoảng 1,5 triệu trẻ thì chúng ta có thể ước tính tỷ lệ tử vong mỗi ngày của sơ sinh là khoảng 70 trẻ hơn gấp 3 lần tử vong do tai nạn giao thông và phần lớn các nguyên nhân của tử vong sơ sinh nhất là liên quan tới các biến đứng, chứng sản khoa chúng ta có thể cải thiện được có thể hạ thấp được cái tử vong trẻ sơ sinh này khi có một cái chiến lược can thiệp thích hợp thì liên quan đóng góp phần lớn trong cái tử vong sơ sinh nó là sanh non và biến chứng và trong sanh non là nó liền với cái đi liền với cái khái niệm về bệnh màng trong đây là nguyên nhân thường nhất gây siêu hấp và tử vong hàng đầu ở trẻ non tháng và đóng góp vào 30% tử vong sơ sinh và có thể gặp ở trẻ đủ tháng đặc biệt những trẻ có yếu tố nguy cơ ví dụ những nguyên nhân gây hủy sự phát tăng ví dụ trong huyết ối phân su hoặc là trong cái sinh mổ chủ động mà trẻ trước 39 tuần là bệnh màng trong do sinh mũi chủ động thì có thể gặp ở trẻ đủ, đủ tháng hoặc gần đủ tháng. Chúng ta thấy cái tỷ lệ bệnh màng trong nó tăng dần khi mà cái tuổi thai nhỏ dần. Và khi tỷ lệ bệnh màng trong nó tăng lên, cái tỷ lệ sử dụng sự phát tăng nó cũng tăng theo. Và càng non thì cái tỷ lệ của tràn khí màng phổi nó càng nhiều. Đối với cái nhóm trẻ mà khoảng 26 tuần thì tỷ lệ bệnh màng trong khoảng 95%. Đối với trẻ khoảng 27 tới 29 tuần thì khoảng 85%, đối với trẻ 32 tuần thì khoảng cỡ 50-55%. Cho nên bệnh màng trong ở trẻ sinh non nó thường khá gặp ở trẻ từ 32 tuần trở xuống, trên 32 tuần thì ít gặp hơn. Liên quan tới cái chuyện tiết sự phát tăng. Sự chế tiết sự phát tăng nó thường khoảng cỡ 25-26 tuần bắt đầu nó chế tiết và sau đó nó tăng dần tới cuối thai kỳ. Các cái yếu tố nguy cơ chính mà liên quan tới bệnh bằng trong nó thúc đẩy cho bệnh bằng trong tăng lên đó là mẹ bị tiểu đường, nhiễm khuẩn huyết, giảm oxy máu, toan máu là tăng nhiệt. biểu hiện điển hình của bệnh bằng trong trẻ sinh non đó là trẻ sinh ra thường siêu hấp sở khởi phát đa số khá sớm trong vòng 6 giờ đầu và siêu hấp tiến triển nặng khoảng 20 khoảng quanh cái đỉnh là 12 giờ sau sinh và cái có thể kéo dài tới 48 72 giờ sau đó bệnh nhân có thể tử vong hoặc là hồi phục với một cái pha lợi niệu đi trước đó chúng ta có thể thấy một cái trường hợp trẻ sinh non bệnh bằng trong như thế này thế là được bơm sổ phát tăng không xâm lấn sao trẻ cải thiện đây là các phổ, cái phổi điển hình của trẻ sinh non bị bệnh màng trong cái trường hợp này là thiếu hụt sự phát tăng nặng bệnh màng trong rất nặng hai bên phổi trắng xóa hết xóa mờ bờ tim gan rồi thành một khối mờ đồng nhất ta có thể thấy cái đứa trẻ này nó vì bệnh bằng trong và nó thở sau khi bơm sự phát tăng bằng phương pháp tối thiểu, xâm lấn tối thiểu, tức là ly da. Hay là hình ảnh ít quan của bệnh bằng trong, trái xanh non. Hình này như độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Độ 1 là bắt đầu nó có hình lưới hạt. độ 2 thì nó rõ hơn bắt đầu thể tích phổi nó giảm qua độ 3 và nó số mờ bờ ti và độ 4 thì nó đông đặc hết các biến chứng của bệnh màng trong trẻ sinh non nhất là Mình thường gặp rất là nhất là tràn khí màng phổi ở bên trái nó chiếm khoảng 5 tới 10 phần trăm ở bệnh màng trong mà thở máy cái thứ hai là xuất huyết phổi xuất huyết phổi khá cao trong cái nghiên cứu tại khoa hồi sức Sư sinh bệnh viện nhi Di đồng 1 thì ở trẻ mà dưới 32 tuần bệnh màng trong được bơm sự phát tăng thở máy thì nó chiếm tới 36%. Số cái phổi bệnh màng trong nó liên quan tới cái bệnh màng trong thở máy, dùng sự phát tăng cũng như là suy tim đã còn ống động mạch. Những thứ ba là cũng hay thường gặp đó là tràn khí mô kẻ phổi. Là phổi nó ứ khí hình tượng cán khí nó tràn ra ở cái mô kẻ nó làm hai phổi sấn trưng khí nó ép là bông tim nhỏ lại thì biến chứng này tiên lượng rất là xấu đối với trẻ bị bệnh màng trong nguyên nhân siêu hấp thường gặp thứ ba đó là đầu tiên chúng ta đi qua một cái nhóm bình thường hai là nhóm sinh non cái thứ ba là hai nhóm thai quá ngày thì thường nếu mà trẻ khoảng 42 tuần thì tỷ lệ này nó khá thường gặp khoảng gần 1 phần tư thì trẻ bị ngạt trong tử cung làm thở nắc nó tống xuất phân su xu làm cho dịch đối nhuận phân su thì cái số thai kỳ mà có dịch đối nhuận phân su là khoảng 5 tới 15% trẻ sinh sống. Tuy nhiên cái hội chứng hiếu phân su nó chỉ xảy ra khi trẻ nó hít cái dịch ối nhuận phân su này và nó biểu hiện lâm sàng thì cái này nó chỉ chiếm 5% ở cái nhóm trẻ mà có dịch đối nhuận phân su. Thì khi nó hít cái phân su với thành phần tế bào thượng bì và muối mật nó làm cho tắc ngắn cơ học, đường thở, viêm phổi quá học và bất hoạt sự phát tăng sau đó nó co thắt nó viêm nó co thắt cơ học sau đó các biến chứng của hội chứng hay dấu phân su nhất là tràn khí mộng phổi nguyên nhân khá thường gặp như cao phổi tồn tại là nguyên nhân cũng thường gặp ở cái hội chứng hay dấu phân su nguyên nhân thứ tư là viêm phổi viêm phổi có thể gặp bất kỳ ở trẻ nào non tháng đủ tháng ngay trước sanh hay là sao xanh những yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng nói chung hai tác nhân khởi phát sớm mà thường gặp đối với viêm phổi đó là GBS tức là liên cầu nhóm B Staphylococcus coagula uh, rugby Staphylococcus các biến chứng của viêm phổi hay là những các bệnh lý hay đi kèm đó là nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não tỷ lệ tử vong đối với các nước phát triển là khoảng 4 tới 6 phần trăm Tóm lại viêm phổi thì nó không có gì đặc thù, nó có thể gặp bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ lứa tuổi nào. Tuy nhiên, ba nguyên nhân còn lại thì nó có những cái điểm nó có thể nó khác biệt, nó giúp mình phân biệt. Nhất là bệnh là nhất là cơn thở nhanh thoáng qua, bệnh màng trong ở trẻ sinh non và hội chứng huyết áp phân su. Về yếu tố nguy cơ thì đối với cơn thở nhanh thoáng qua thì nó hay gặp ở trẻ sinh mổ, mẹ đái tháo đường, mẹ bị suyễn hay là con to. Đối với bệnh màng trong ở trẻ sinh non thì dĩ nhiên là nó ở trẻ sinh non có yếu tố nguy cơ khác từ gặp như mẹ đái tháo đường dịch ối nhuộm phân su đó là trong cái dịch ối nhuộm phân su thì khi đó có nguy cơ hội chứng yếu phân su nó tăng lên khởi phát cơn thể nhanh thoáng qua thì ở bất kỳ thời điểm nào đối với trẻ bệnh bằng trong thì thường là khởi phát sớm trong vòng 6 giờ đầu sau sinh đối với hội chứng khí gấu phân su thì nó có thể siêu hấp nặng ngay sau sinh hoặc là nhiều tiếng đồng hồ sau đó. Với triệu chứng lâm sàng thì những người biểu hiện siêu hấp hết nhưng mà cơn thể nhanh thoáng qua thì thường đứa trẻ nó thở đơn đôi lúc thở nhanh đơn thuần 8 90 lần một phút, tuy nhiên thấy tổng trạng khá tốt và không có co lõm gì đáng kể. Còn đối với hai trường hợp sau thường nó thở siêu hấp và tiến triển nặng hơn. <laughs> Về hình ảnh x quang của cơn thể nhâm thoáng qua. Hình ảnh đó là phổi ướt là phù phổi một kẻ, thường nó hiện các rãnh liên thùy còn đối với bệnh màng trong ở rãnh sinh non thì thường là thâm nhiễm đồng nhất có thể có hình ảnh khí phía quản đồ do sẹp phía nang và thể tích phổi giảm còn đối với hội chứng hít ấu phân su thì thường các cái mảng phổi nó bị sẹp rải rác nó dùng ứ khí và đông đặc rải rác điều trị thì cơn thể nhâm thông qua thường lành tính thường nó tự khỏi một số ít nó cần phải hỗ trợ hô hấp với CPAP hoặc là oxy. Đối với bệnh bằng trong với trẻ sinh non thì thường nó cần phải bên sự phát tăng, hỗ trợ hô hấp tích cực hơn tùy thuộc vào nó khởi phát ở lứa tuổi nào, ở tuổi thai nào và mức độ suy hấp nặng nó làm sao. Đối với hội chứng dấu phân su thì thường nó diễn tiến nặng và cần phải hồi sức tích cực, thở máy oxy hoặc là lúc dùng sự phát tăng, hoặc là điều trị cáo phổi. Về phòng ngừa cân thể nhanh thông qua thì thường lành tính, không có cần phòng ngừa gì đối với bệnh bằng trong, ở trẻ sinh non thì dùng steroid trước sinh khá hiệu quả trong cái giảm tỷ lệ bệnh bằng trong cũng như là các biến chứng do cái bệnh bằng trong gây ra hội chứng yếu phân su thì bây giờ phương pháp hút đờ ly người ta không khuyến khích tức là không có hút ngay khi sổ đầu ra mà vẫn ra hồi sức như bình thường đây là tiếp cận của một cái xử trí một cái siêu hấp sơ sinh từ khi đứa trẻ sinh ra chúng ta đặt cái sông mũi dài dài để loại cái tiệt mũi sau như loại trừ cái teo thực quản sau đó kiểm tra nếu mà phế âm nó giảm một bên nếu mà nó giảm bên phải thường thường là do tràn khí màng phổi giảm bên trái thì là do thoát vị hoành còn nếu phế âm không giảm gì khi chúng ta phân chia làm hai nhóm do hiệu hấp là không do hiệu hấp những gì cơ khí hay không và tập trung vào bốn cái nguyên nhân thường gặp nhất ở tại phổi là bệnh màng trong cần thể nhận thông qua hội chứng nhóm phân xô và viêm phổi nó chiếm hơn 80 phần trăm các nguyên nhân gây suy hấp chung qua phần kế tiếp là phần về điều trị của một cái đứa trẻ suy hô hấp đứa trẻ sơ sinh suy hóa hấp thì đối với mục tiêu của sinh viên y 6 thì chủ yếu là viết các cái nguyên lý về điều trị và các nguyên tắc chung và cái điều trị hỗ trợ là chính đó là những cái mà trên trẻ siêu hấp nào mình cũng làm. Còn đối với các cái điều trị đặc hiệu nguyên nhân thì mục tiêu cho các cái lớp học sau đại học. Thì mục tiêu điều trị của siêu hấp nói chung, nó trẻ sơ sinh đó là thiết lập lại cái cán cân cung cầu cho nó cân bằng. Tức là giảm đi cái cầu và tăng cái cung hoặc là cả hai tùy thuộc vào cái nguyên nhân gây siêu hấp để thiết lập lại các cán cân cung cầu thì ba cái vấn cái mục tiêu mình phải thực hiện đó là cải thiện trao đổi khí tại phổi cải thiện dòng máu tới phổi và mô và giảm thiểu cái tiêu thụ oxy của mô bằng nhiều biện pháp khác nhau cụ thể về kế hoạch điều trị chúng ta có 5 cái kế hoạch nhất là về tư thế hai thông đường thở ba hỗ trợ hấp bốn là điều trị hỗ trợ nói chung và năm là điều trị nguyên nhân thì đặt lại tư thế đa số trẻ sơ sinh siêu hấp thì mình đặt đầu nằm cao 30 độ và đầu nghiêng một bên có thể nghiêng bên trái phải thay đổi tư thế và cũng dẫn lưu dài dài để tránh chướng hơi dài dài nó làm hạn chế hô hấp và đối với đứa trẻ sinh non chúng ta đặt nằm những tư thế là cho thoải mái nhất giống như sinh lý lúc nó còn trong bụng mẹ về thông đường thở thì tùy theo cái đứa trẻ sinh ra nó có nguyên nhân như thế nào nó hạn chế nó tắt tiệt mũi sau hoặc là hội chứng pyrobin hoặc thoát vị hoành chúng ta sẽ có những cái biện pháp tư thế đặc hiệu và những cái thông thường đường thở tương ứng <laughs> về oxy liệu pháp thì người ta thấy oxy là thuốc mà phổ biến nhất tại khoa hồi sức sơ sinh là cái được sử dụng nhiều nhất thiếu oxy đứa trẻ tím thì ai cũng sợ tuy nhiên thừa oxy cũng là một cái nguy hiểm cực kỳ đối với trẻ sơ sinh, nhất là trẻ sơ sinh non tháng. Cho nên có mục tiêu của cái phân áp oxy trong máu đối với từng cái tuổi thai khác nhau, bệnh lý khác nhau nó thay đổi. Thì các bạn thấy trên bảng này. Cho nên chúng ta phải đạt được cái mục tiêu đó là cung cấp oxy để đạt được mục tiêu này. Muốn đạt được mục tiêu này thì chúng ta phải theo dõi SPO2 liên tục chứ không thể thử khí máu liên tục để mà đánh giá có mục tiêu thì đa số ở trẻ sơ sinh nói chung là trẻ sinh non nhất là trẻ sinh non thì cái SPO2 nó khoảng 90 tới 95% là nó đạt được cái POC trong máu ở cái giới hạn chấp nhận ở cái mục tiêu chấp nhận các cái phương tiện hỗ trợ hấp đối với trẻ sơ sinh thì nó cũng có khá nhiều tuy nhiên trên thực tế những cái mà sử dụng nó thoải mái nhất đơn giản nhất đó là canola mũi ít xanh trắng và nó thoải mái nhất tuy nhiên cái FPO2 do khi thở cannula mũi nó rất thay đổi tại vì hệ thống hở nó phụ thuộc vào kiểu thở bệnh nhân, tần số thở của bệnh nhân để nó cho ra cái FPO2 hiệu quả bao nhiêu đối với cùng một cái lưu lượng oxy mình cho thở. Thấy ví dụ trẻ sơ sinh non tháng cân nặng ngàn mốt, mốt, tức là một một ngàn một trăm gam, tức là một kg mốt á đang tự thở 65 lần một phút. Y là 1 một trên một với VT là 50 lít trên 1 kg. Thở oxy qua cannula mũi 1 lít trên 1 phút thì FiO2 hiệu quả lúc này là bao nhiêu? Các bạn có thể thấy cái VT là bằng 5,5 ml. Tại vì 5 ml trên 1 kg thì 1 kg 1 là 5,5. Với thở 65 lần trên 1 phút thì cái thời với cái ITN 1 trên 1,5 thì cái thời gian hít vào nó là 0,37 giây, tính dễ dàng cái đó. Và với cái lưu lượng oxy qua cannula là 1 lít trên 1 phút, tức là 1000ml trong 60 giây. Chỉ trong 0,37 giây chúng ta thấy được cái thể tích của cái cannula này cung cấp được, đó là 6,2ml oxy. VT của bệnh nhân chỉ 5,5ml mà cannula nó cung cấp tới 6,2ml thì gần như là bệnh nhân chỉ thở oxy không, cho nên fio 2 hiệu quả nó là khoảng 100%. Hay là nói chung một cái đứa trẻ xanh non mà thở lưu lượng oxy mà quá không 9 lần cân nặng tính bằng ký tư, lít trên một phút á, thì FPV hiệu quả nó là 100% chứ không phải là tối đa khoảng 40 tới 60% giống như trẻ đủ tháng bình thường như là cái giá trị bình thường của đa số các cái tài liệu mà đề cập hoặc là theo hưu đề cập đối với trẻ xanh non và các cái kiểu thở khác nhau nó sẽ làm thay đổi cái FPV hiệu quả cho nên cẩn thận với thở oxy lưu lượng tự do qua cannula cho trẻ sinh non. Tại vì mình cho thở này 2 có thể nó rất cao mà mình nghĩ là nó thấp. Và khi thở cao kéo dài vậy, nó sẽ gây ra các cái tai biến do thở oxy liều cao kéo dài, do thừa oxy ở trẻ sinh non. Và một trong những cái phương pháp hỗ trợ oxy phổ biến ở trẻ sơ sinh nói chung á là NCPP tức là thở áp lực dương liên tục qua đường mũi. Nó có rất nhiều cái ưu điểm. Nó tránh sẽ phế năng thì thở ra tạo áp lực căng tăng và giữ ổn định đường thở dưới, giữ ổn định thường đường thở trên, vân vân. Cho nên nó được sử dụng rất trong rất là nhiều trường hợp. Và hiệu quả lâm sàng đã được chứng minh nó cải thiện oxy máu thông khí cũng như cơ ngưng thở các tầng số thở cải thiện cái xe phổi cho nên ứng dụng lâm sàng rất là nhiều tuy nhiên chú ý một điều là khi cho thở cpap thì bệnh nhân phải tự thở được khá thì mới thở còn bệnh nhân không tự thở thì siêu hấp nó không giải quyết được riêng đối với tràn khí màng phổi hay là suy tim hay là siêu hấp tiến triển nặng thì cpap nó không phải chống chỉ định hoàn toàn mà một khi được giãn lưu hoặc là suy tim mà nó không có quá nặng thì thở CPAP có thể nó cải thiện cái chức năng tim. Và không phải tràn khí bằng phổi nào cũng không được thở CPAP. Mà tràn khí bằng phổi đã dẫn lưu hoặc là tràn khí bằng phổi mà chưa có chỉ định thở máy thì có, vẫn có thể thở CPAP. Và tràn khí bằng phổi đa số nó sẽ tự thoái triển một khi mà nó không diễn tiến nặng. Thở CPAP thì tương đối an toàn, tuy nhiên ở trẻ sinh non một trong những cái biến chứng bất lợi đó là tổn thương mũi rác mũi lấp vết ngăn mũi và gây ra bệnh nhân mất luôn cái vết ngăn mũi rất là nguy hiểm về điều trị hỗ trợ hô hấp là chúng ta phải hiểu về cái sinh lý bệnh như đã đề cập ban đầu của đối với cái siêu hấp nhất là trẻ sơ sinh thì chúng ta phải thông khí cho nó phù hợp theo dõi bằng BACO2 trong máu để đảm bảo quá trình thông khí và nếu bệnh nhân siêu hấp do cái cơ chế bất xứng VQ thì chúng ta phải khôi phục lại làm cho tương xứng lại cái tỷ số VQ tức là đối với bệnh nhân mà xe phổi thì chúng ta phải làm cho phổi nó giãn nở ra hoặc là bệnh nhân cao phổi tồn tại máu không lên phổi được thì phải điều trị giảm mạch phổi để tuần hoàn phổi nó lên đủ để cái tỷ số VQ nó cân bằng trở lại tối truyền máu để mà hoặc là trích máu trong trường hợp đa hồng cầu để tối ưu hóa cái chuyện HCT cũng như đảm bảo cái công lượng tim hô hấp và tuần hoàn nó gặp nhau sau khi qua cái phổi và ra khỏi cái tim thì nó gặp nhau ở quá trình vận chuyển một khi siêu hấp và tối ưu hóa tuần hoàn và ngược lại đối với sốc và tối ưu hóa hô hấp thì mình mới điều trị các còn lại tốt được và cuối cùng là tất cả các hoạt động phía trước đó nó đều đảm bảo nhằm đảm bảo cái nhu cầu đáp ứng của mô tế bào cho nên phải điều chỉnh sao cho nó giao được oxy cho mô đường cho mô và nó lấy được CO2 để nó đảm bảo được chức năng của hệ hô hấp một khi toan máu tại chỗ nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái chuyện giao oxy cho mô hay là một số trường hợp nguyên nhân có thể nó làm siêu hấp ở cái mức độ tế bào này tất cả các khâu trước bình thường oxy bình thường, BACO2 bình thường nhưng mà bệnh nhân vẫn suy hấp. Ví dụ như trong trường hợp mà ngộ độc methemoglobin hay là ngộ độc khí CO nó làm không có giao được oxy cho mô sử dụng. Sau các điều để hỗ trợ trên điều trị nguyên nhân một số các trường hợp đơn giản ví dụ tắc mũi sau thì điều trị ngoại khoa ngoại khoa thoát vị hoành cũng phải phẫu thuật các trường tràn khí màu phổi gây siêu hấp phải chọc hút, các cấp cứu nội khoa mình phải xử trí. Còn điều trị nguyên nhân, đặc hiệu cho nguyên nhân thì tùy theo cái nguyên nhân. Ví dụ bệnh bằng trong, hay trẻ sinh non thì nó cân nhắc bơm sô phát tăng nếu có chỉ định. Cao phổ tồn tại trẻ sơ sinh thì cân nhắc điều trị giảm mạch phổi khi có chỉ định. vân. cho nên điều trị siêu hấp ngoài những cái điều trị trên là chung cho tất cả các trẻ siêu hấp thì chúng ta còn cái điều trị đặc hiệu theo từng nguyên nhân. Tóm lại siêu hấp và trẻ sơ sinh là cái vấn đề rất thường gặp, nó là một cái hội chứng, cái đích sao của rất nhiều bệnh lý. Do đó, chúng ta phải hiểu được sinh lý bệnh để biết được biểu hiện lâm sàng và biết được nguyên nhân của siêu hấp. Và sinh lý bệnh nó quan trọng cho cái chẩn đoán nguyên nhân và cái xử trí của siêu hấp. Với cái hướng tới nguyên nhân đó thì chúng ta phải điều trị siêu hấp theo hướng nguyên nhân đó và điều trị đặc hiệu là cái vẫn là quan trọng hàng đầu chẳng đoán siêu hấp phải dựa vào lâm sàng cảm cho khí máu chứ với cái kết quả khí máu thông thường chỉ đơn thuần thì chúng ta không nói được siêu hấp một có bệnh nhân thở máy với khí máu bình thường thì vẫn là siêu hấp chứ không phải là không có siêu hấp nguyên nhân siêu hấp thì đa dạng với bốn nguyên nhân thường gặp Nếu mà tập trung vào bốn nguyên nhân đó là giải quyết được khoảng hơn 80% các trường hợp rơi siêu hấp để trị đặc hiệu được các nguyên nhân đó và như ban đầu nó điều trị đặc hiệu của suy hấp hướng tới nguyên nhân nguyên nhân như là cái trục xương chính của cá và các cái điều trị hỗ trợ khác dựa trên cơ sở của sinh lý bệnh và lâm sàng để điều trị hỗ trợ để đem lại kết quả cái cục tốt nhất cho bệnh nhân và chú ý ở trẻ sơ sinh nhất là trẻ sơ sinh non tháng tai biến do điều trị oxy quá mức một cái cũng vấn đề cực kỳ quan trọng nó khác biệt đối với trẻ lớn và người lớn rất là nhiều à, bài trình bày đến đây là hết xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn xin chào